Chị là My. Mi sói. Trời tên. Xin lỗi. Này, trong từ điển của con này không bao giờ có từ nhục nhá. Làm cái nghề này mà biết nhục ấy thì cả cái xóm này chết lâu rồi. Tao thích. Trời, mày làm gì tao? Chị còn nói làm gì nữa. Trong cái giới này đứa đếch nào cũng như nhau cả thôi. Không đè đầu cưỡi cổ chúng nó chứ, thì chúng nó ngồi lên đầu mình. Tí nữa vào trong kia phải thưởng thêm cho em đấy. Này, vớ vẩn đen. Quên nó đi, yêu em. Anh xót nó chứ gì. Có giỏi thì mang con về cho nó đi. Tao hận mày cả đời. Mày càng đau khổ, ba mày càng xuống. Nói cho mày biết nhá, kế hoạch ông Cảnh sai con Lan đến báo tin cho mày là tao nói đấy. Kể cả việc con mày bị bắt cóc như thế nào cũng là tao đấy. Một tay tao nhúng vào đấy. Mày nói cái gì? Bố mày làm đấy. Mày nói cái gì? Tao làm vì tao ghét mày. Tao ghét mày. Phương châm sống của em, con nào đã động đến em sẽ không bao giờ để cho nó có cuộc sống yên ổn. Nhưng mà theo anh nghĩ nhá, ở trên đời này chả có gì quan trọng hơn tiền. Thay vì trả thù nó, sao em không răng bẫy cho nó đi tiếp khách, em kiếm tiền nhân thân xác của nó, như thế thích hơn nhiều. Đấy là suy nghĩ của anh, suy nghĩ của em khác. Vì em là đàn bà, lòng dạ đàn bà thì hẹp hòi ích kỷ. Em thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Mày thấy con đấy ngon? Ngon, thì sao? Thì xơi nó đi. Quay clip cho em sẽ trả tiền thưởng gấp 2. Còn khi xơi nó xong, mà cho nó được một phát, em sẽ trả gấp 3, thậm chí là gấp 5. Mày! Mày thích cướp bồ của tao à? Chị hãy nghe mà... Tại sao à? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao á? Nó sẽ đi theo tao suốt cả cuộc đời. Vì thế, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày để nhắc cho mày nhớ về những gì mày đã làm. Tao sẽ nói cho con mày biết nó là ai, để cả cuộc đời này nó sẽ căm hận mày, oán giận mày, để chúng mày phải sống trong nhục nhã. Mày sẽ phải sống trong nhục nhã.